hết dưới điện thoại thì ông sếp tôi ổng dúi tiếp cái đèn mini 60W của nhà Smallbrick cho tôi. Smallbrick RC60B giá thì dưới 4 củ, siêu nhỏ gọn. Ấn tượng là bởi cái thiết kế nhất nè, nó rất là tỉ mỉ, đẹp và chắc chắn là nhẹ hơn rất nhiều so với mấy em đèn to chà bá trong studio của tụi tôi rồi. Phiên bản mà hôm nay tôi review cho mấy ông là một bản full topping, ý tôi là full option tất cả các phụ kiện luôn á. Ai mà còn đang phân vân là trong bộ đèn này có những gì và chiếc đèn này sẽ ứng dụng với những cái set quay nào á thì vào video cùng Just the Rabbit thôi. Video ngày hôm nay á, thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng và trải nghiệm thực tế em đèn này cũng như là coi cái độ chiếu sáng của em này tới đâu. Còn những thứ như là thiết kế hay là công suất á, tôi vẫn xin nói sương sương cho mấy ông nắm rõ. Nhưng mà chủ yếu ở video này vẫn là trải nghiệm thực tế với em đèn này ha. Đầu tiên, thiết kế của Smallbrick RC60B là một cái thiết kế khối đen nhám cực kỳ chắc chắn. Từng cái đường nét nè, chất liệu và độ hoàn thiện của em này cực kỳ ngon, xứng đáng với cái giá tiền tầm 4 củ. Tôi có lắc thử thì không có nghe cái tiếng lọc sập bên trong đâu, chứng tỏ là em được build rất là kỹ. Các cạnh được bao công đẹp hơn chứ không có vuông vức hẳn như là một số loại đèn nhỏ cầm tay hiện nay trên thị trường. Mặt trên thì sẽ có nhiều khe hở để giúp đèn tản nhiệt được tốt hơn. Cân nặng cũng không phải là vấn đề vì chỉ nặng tầm 650g. Việc tháo lắp em này đối với tôi cũng rất là dễ dàng luôn. Ưu điểm là phía sau sẽ có một cái nút nguồn kiểu thanh gạt on off khá là tiện lợi khi dùng và không có mất quá nhiều lượt. Nút chế độ Eco và một cổng input Type-C để cấp nguồn ha. Bản thân em đèn này có tích hợp sẵn pin cho nên tôi khá là thích cái điểm này luôn. Tại vì hiếm có em đèn nhỏ nào mà có sẵn pin như thế này. Bình thường toàn là phải cấp nguồn rồi mới xài được không ạ. Mặt bên trái sẽ có một cái màn hình LED kèm với hai cái núm vặn điều chỉnh cường độ sáng và hiệu ứng cũng như là nhiệt độ màu và tùy chỉnh cường độ hiệu ứng. Phía góc nhỏ màn hình sẽ có thêm một cái nút mode nữa để cho mấy ông tùy chỉnh các chế độ khác nhau cho đèn. Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ và khá rõ để quan sát được nhiệt độ màu và độ sáng của đèn. À, thể hiện luôn tình trạng pin nữa. Rồi, sẵn đây thì sẽ show hết luôn bộ full option sẽ có những cái phụ kiện này cho mấy ông coi, tôi sẽ để hết trên màn hình ha. Túi nè, đèn, một cái chóa đèn nè, một cái ngàm kẹp pin dự phòng, hai sợi dây Type-C, một dây thì dài 3m, một sợi ngắn hơn thì tầm 20cm, một cái handle để cầm tay, một cái light stand adapter. À chưa hết, đi kèm thì có thêm một cái em sớt bóp như thế này để làm cho nguồn sáng của mình nó không bị cứng, tạo ra một cái nguồn sáng mịn hơn và dễ chịu hơn. Nhưng mà sớt bóp kiểu này không phải cái dạng mà kiểu xoay một cái là nó sẽ tự bung ra, mà mình phải bẻ từng cái ngàm ra như thế này, hơi bất tiện nhưng mà bù lại thì sớt bóp đủ phụ kiện nên cũng ok. Bây giờ mấy ông quan sát kỹ thì sẽ thấy trên thân đèn cứ in một cái chữ là 60W. Thì đúng rồi, em Smallbrick RC60B này có công suất tối đa là 60W. Với nhiệt độ màu là từ 2700K đến 6500K. Nếu mà dùng với nhiệt độ màu 5600K kèm theo một cái chóa đèn như thế này, trong phạm vi là nửa mét, đèn sẽ đạt được 54.300 lux. Còn dùng với phạm vi 1 mét thì sẽ được 11.200 lux. Có thể flexible được trong những cái set quay, set chụp khác nhau luôn. Có tới 9 effect đèn khác nhau và hỗ trợ mấy ông trong quá trình quay phim hoặc là chụp hình. Những cái effect này cũng khá là quen thuộc thôi nên là tôi sẽ không có liệt kê hết ha. Một điểm cộng nữa về em đèn này của nhà Smallbrick là dùng ẻm êm, cực êm luôn. Hãng test decibel thì ẻm cũng chỉ đâu đó là 23 decibel thôi. Tưởng tượng nó giống như là cái tiếng thở bình thường của mình nhưng mà nhân đôi lên thôi. Khá là êm, không có gây khó chịu và tiếng ồn đâu. Để nói về pin thì em này có thể trụ được tầm 45 phút khi mà sử dụng max công suất. Nhưng mà có một cái tính năng khá là hay ho có thể kéo dài thời lượng sử dụng của em này lên 75 phút. Đó chính là mở chế độ Eco lên. Đó, giờ thì có thể dùng em này lâu hơn rồi. Với tôi thì 75 phút cũng khá là đầy đủ như một buổi quay đơn giản trong studio của Gen Z. Ok, bây giờ đến phần test đánh đèn thực tế ha. Nhưng mà trước tiên để mà đánh đèn được thì mình phải lắp ráp nó vô. Ok, lắp thôi. Rồi mình sẽ lắp cái phần này vô thân đèn trước ha. Để vô đây, rồi mình chỉ cần xoay cái bánh răng này thôi. Cái phần này thì lát nữa mình sẽ gắn lên trên đèn, kèm theo là một em sớt bóc, gắn vô là xài được rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ gắn cái em đèn này lên một cái chân đèn khác. Nhưng mà cái ánh sáng mà mọi người đang nhìn thấy là mình mượn tạm của một cái đèn lớn nha. Lát nữa cái sụt bên đây nè, cái sụt TikTok mình sẽ dùng hoàn toàn nguồn sáng từ em RC60B này. Ok, rồi lắp lên rồi, giờ mình nhẵn ốc vô nha. Mình sẽ gắn tiếp cái sớt bóc vô. Đây nó có một cái ngàm ở đây nè, mọi người chỉ cần để ở đúng chỗ, xoay nhẹ chút xíu nè. Rồi, dạ được rồi. Ok đó. Mở đèn nha. Đèn thì sáng rồi nè, nhưng mà cái hướng đèn thì chưa có đúng chỗ lắm mà mình sẽ điều chỉnh một chút xíu ha.
Mà cái khớp chỗ này á, nó sẽ hơi dễ bị cụp xuống, nên là mọi người khi mà điều chỉnh nó nhớ cẩn thận. Rồi, mình sẽ cho nó chút xuống chút xíu như thế này. Xiết lại. Rồi, đây là cái khung quay tới tóc của mình nè. Bây giờ mình sẽ tắt thử cái đèn lớn ha. Tắt giùm em cái đèn lớn với. Rồi, đây là một cái nguồn sáng hoàn toàn được dùng từ em Smallric RC60B. Mọi người thấy sao? Cũng ổn áp mà đúng không? Đây là mình chỉ mới dùng ở 36% cùng với lại 5500K thôi đó. Hiện tại thì đèn mình đã tăng lên một chút xíu là 50% rồi. Cũng như là có thêm một cái miếng hắt sáng ở bên đây để có thể bù lại cái phần shadow ở bên này. Thì mọi người thấy sao về cái setup này của mình? Vẫn đang sử dụng nguồn sáng của em Smallric RC60B đó nha. Khi mà setup tới tóc như vậy thì chị em trong team rất là ngán những cái đèn lớn. Nhờ có em Smallric RC60B này thì tụi mình đã setup rất là dễ dàng hơn. Cũng như là em này nhẹ nè, không có dây nhỏ lườm thườm nữa, cho nên là setup rất là dễ dàng. Rồi, trở về với set YouTube, mọi người có thể thấy là cái phía bên đây của mình nó đang hơi tối đúng không? Mình sẽ fill thêm một chút xíu ánh sáng vô bằng nguồn sáng của em Smallric RC60B. Lên đèn đi em. Rồi mình sẽ tăng đâu đó là 20-30%. Thì mọi người thấy sao, cái set lúc này nó hài hòa hơn rồi đúng không? Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển sang quay chám, nhưng mà quay những cái scene nó nghệ nghệ chút xíu, nên là mình sẽ thay cái tay cầm này ha. Xong mình sẽ lắp cái handle vô để mình có thể linh hoạt di chuyển. Không thể thiếu là một em chói đèn, mà tụi mình hay nói giỡn là cái chén ăn cơm á. Rồi mình cũng lắp vô đúng ngay cái khớp đó luôn. Nó sẽ vô, đó, rất là dễ dàng ha. Bắt đầu thôi. Mấy ông mới vừa được xem những cái scene nghệ nghệ khi mà tôi hand hem đèn trên tay á. Mấy ông thấy sao? Tại vì tôi cũng có thể tự dơ lên như thế này để có thể quay phim chụp hình nè. Nhỏ gọn, tiện lợi, nhẹ nữa. Rồi, ở trong set này á, thì mình sử dụng em Smallric RC60B là một cái đèn đánh ngược sử dụng tầm 2700K với lại 20%. Và có xài thêm một cái ngàm kẹp bên dự phòng nữa. Thì mọi người thấy sao về ánh sáng này? Đèn nhỏ gọn mà tận dụng được trong nhiều trường hợp á, thì người có lợi nhất là mình chứ ai nữa. Nếu như mà bỏ ra số tiền 4 củ để sở hữu một em đèn như thế này cho những anh em newbie á, thì mình thấy quá là hợp lý luôn. Đèn có nhiều tính năng mà quan trọng là nhỏ gọn, dễ sử dụng. Còn mấy em thấy sao về em đèn này, đừng quên để lại comment tôi biết nha. Bên cạnh đó nhớ like. Mình là Yud. Bye bye.